Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm những ngày cuối năm thì tranh thủ làm một số clip của những anh em hàng đặt. Thì nhân tiện có một người em trai, em Trung, Ngọc Trung đặt một cây custom cảm lá Ấn Độ cần mahogany và những cái thiết kế theo yêu cầu của em. Thì mình vừa làm xong, hôm nay cũng là ngày cuối cùng em nhận đàn, đỡ tối nay em vừa vơ là ở Đắk Lắk. Thì nhân tiện mình làm một clip mình quay luôn để cho mọi người xem về những cây custom. Và trong quá trình mình làm ở đây thì hiện bây giờ là ba anh em đang tranh thủ làm cái cây custom cuối cùng để giao cho kịp cái chuyến xe hoặc là bên bưu điện theo những anh em Sài Gòn, thì mình sẽ ship, sẽ có nhân viên giao hàng của mình sẽ giao tới tận nhà. Và bây giờ là cây custom được kết hợp EV fitment của em Trung nè. Là những cái thiết kế này là do em Trung sưu tầm những cái clip bên mình và đúc kết lại, em Trung mới hoàn thiện một cây đàn custom của em. Đây, một cây Taylor đó, bar action rất là thấp, mặt đàn đường chỉ lỗ miệng rồi là theo cái phong cách của em hết, chỉ cần nói chung là hoàn thiện hết mọi khâu. Đây là kết cấu phùng cầu nang, những cái phần mà đặt EV này mình cũng làm trước hết, mình cắt cái khoảng cách cái cầu nang ở bên trong ra hết, mình vừa cái EV luôn đó. Và bờ ngoài thì nó như thế rồi, còn về cái âm thanh thì sau đây em Trung sẽ test và tự cho cảm nghĩ nha. Chứ mình dạ. Cũng chả đây cái mic đây, em sẽ điều hóa cho em nghe rõ chứ. Trời ơi, có xài pin đâu mà. Em Trung này thì rất là gọi là đây. Thôi nếu mà không quen thì anh cho mình cái này luôn. Nói chung đặt cái đàn rất là tâm huyết nhưng mà lại cứ hồi hộp, cứ rung. Sau đây mình xin test cái đàn mình vừa mới nhận từ anh Long nha. Cái đàn này mình chờ đợi cũng hơn 3 tháng, chính xác là hơn 3 tháng. Mình rất là mê đàn. Hôm nay qua đây bây giờ cầm cái đàn mới này, thực sự không biết mình có đánh nổi hay không đó mọi người. Cái cảm nhận của mình á, bây giờ phải nói là đầu tiên là run, cái thứ hai nữa là rất là hạnh phúc khi mà mình nhận đàn. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người nghe âm thanh mộc và âm thanh EQ của cái đàn nhé. Rất là dài và lâu. Đó là mình chỉ đánh thôi chứ mình chưa có rung tụt. Ví dụ mình rung tụt thì cái âm ngân của nó sẽ kéo dài hơn. Cho mượn cái này kia chưa? Dạ. Cho mượn cái đó kia chưa? À. Được không? Được. Nghe thử. Thực sự mà mình nói là dây số 1 á, mình hay chơi những cái đàn cũng là đàn Việt nhưng mà không biết là ở đâu đó, với lại tổng giá nó cũng cơ bản nó không thấp hơn đây nhiều, nhưng mà đa số là bị vướng một cái dây số 1 nó nghe nó hơi chói. Nhưng mà cây của mình thì nghe nó rất là nhẹ nhàng. Này nó này tiếng sang. Nghe âm thanh nó chắc, rất là chắc thực sự đó. Và trả cho mọi người nghe nhé.
nay mình về Tết. Nhưng mà được nghe tin anh Long kêu là chiều nay có đàn. Thế là thôi phải nén lại tầm vài tiếng đồng hồ để mình chạy qua đây mình lấy cái đàn rồi mình về ăn Tết nó mới ngon. Chứ thực sự mà nói, quê của mình thì cách ly, mà về mà không có cái đàn chơi á thì mình rất là buồn, tại vì cơ bản là ngày đầu mình cũng phải ôm đàn. mình đánh những cái ngăn ở dưới hoặc là những cái ngăn ở trên thì âm thanh của nó cũng có sự khác biệt một xíu nha. Tại vì những cái đoạn ở trên á thì mình thường nghĩ á, là khi mà mình đánh bapo hay là mình đánh chặn trên này thì âm thanh nó sẽ bị căng ra, nhưng mà thực tế không phải. Càng lên cao thì âm thanh nó càng nhẹ. Đó, đây đô trưởng mình bấm trên này. Đây em ngồi luôn. Mình thì mình hay chơi capo và hay gõ tuồng. Đó. Bây giờ mình tặng mọi người nghe một ca khúc nha. Mình đang capo ngăn 4 luôn này. Lên đây không lên mà giao run quá anh ạ, quên thằng này đi phỏng vấn chắc cho rớt trên đầu luôn á. Không, cái công việc đến lại khác anh, còn cái này cái đam mê của mình nó ngấm phỏng vấn của mình. Mà lớn được không anh? Được, em lớn lắm nè, bây giờ em chưa dùng mic đâu, có dùng mic đâu. Dạ, chắc nhẹ nhẹ đó. Nhẹ nhẹ, tắt mic em dò lên tí rồi, em gõ thử nó vừa chưa. Đó, ok rồi đó. Cái đàn của mình thì cũng có gắn sẵn Equip Fitman 201 này các bạn. Fitman 301B, chính xác là B. Nó sẽ có cái bộ mic blend ở trong. Tại vì ở trong này á, thì tại sao người ta gọi nó là mic blend? Theo như là anh Long chỉ thôi thì thế lại mình cũng tham khảo nhiều thì nó sẽ có một cái
nó sẽ có một cái mic ở dưới này này. Đấy. Nó sẽ thu trực tiếp luôn, nó chẳng khác gì cái micro của mình. Cái đàn của mình nhá. Bây giờ mình review cho mọi người xem một xíu. Thì cái chỉ này á, không cho anh rút dắt luôn nha. Dạ dạ. Đó là tự khách hàng của mình review luôn chứ không cần phải Long Mùi review nha. Đây là cây đàn của mình. Hồi trước á, là anh Long cũng tư vấn là đi chỉ xoay pháp đi chỉ, đây mọi người thấy cái vân của nó ánh lên không, vân cườm á trên cần đàn. Đó. Này là chỉ xoay pháp nha các bạn, nó rất là ánh. Và mà sau nữa, cái này là theo cái yêu cầu của mình. Đấy, mình nói cho anh Long thì anh Long anh sẽ làm hết hoàn thiện tất cả mọi thứ luôn. Đó, đó là đây. Còn chi tiết của gỗ này là gỗ cẩm ấn. Cẩm ấn, cẩm lai ở Ấn Độ nha các bạn. Thì cái thớ gỗ của nó là nó có màu đen với lại những cái đường này, những cái đường vân đen của nó này, các bạn rất là khít. Đấy. Đều nhau, vừa đều vừa khít. Còn cái miếng gót cần, cái miếng gót cần này của mình cũng đi làm chỉ sồi luôn. Nó hợp với cái màu của cần đàn. Cái cần đàn ở đây là cần mahogany thì nó hợp. Đấy, còn có một số cái đàn á thì cái cần nó là cần bằng lăng hoặc là một cái cần khác mà mọi người tự chọn á thì nó sẽ có màu hơi sáng, thì sáng quá thì nó sẽ không phù hợp với cái màu của bố cẩm này. Đây Equipment 301 đây. Còn đầu cần của mình á thì sẽ có một bộ khóa đúc từ jun màu vàng nhá. Rồi, cái đây là sẽ có một cái đường chỉ viền đi theo nữa. Nó trùng với cái màu này luôn này. Đó. Đây. Còn mặt top thì lỗ miệng đây thì mình cần theo mà cái mà mình yêu cầu. Đó. Đó, cái này là mình vẽ ra rồi anh Long anh chỉ làm thôi. Nói chung là cái này cũng đơn giản. Đó. Bộ dây này là bộ dây Elixir nha các bạn. Đó. Đây ở trong coi chữ là cơ sở sản xuất guitar Long đây. Đường 123 Thống Nhất, Bình Thuận, Thủ Đức. Rồi bây giờ mình xin phép mình đánh mộc lại cho mọi người nghe. Anh Long cho thấp xuống một xíu. Đánh mộc quá. Dạ dạ. Rồi em đi vô trong ghế salon anh ngồi đi. Mình cho vô ghế salon cho em trai coi. Đây là cái những cây hàng đóng mới xong rồi. Bây giờ mình vô cái ghế salon cho em trai. Chị này rất là thích, rất là mê, cho nên mình phải làm một clip mà gọi là cái gì đó cho em trai em Trung được kỷ niệm. Vừa được kỷ niệm vừa hỏi đam mê của mình luôn. Đây, bây giờ mình đi vô trong này thì âm thanh của nó sẽ hạn chế được tiếng ồn nha mọi người. Thì chơi thì nghe này, âm thanh nó sẽ rõ hơn và thật hơn. Tại vì ở ngoài đấy á, nhiều khi mình chơi á thì nó sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn một xíu. Đấy chưa? Dạ anh. Thì xong cái clip này là chắc mình cũng xin phép anh Long về mọi người ở đây là mình đi về quê luôn. Đấy, quê mình ở Gia Lai. Ở đây anh Long Gia Lai lắc là sai rồi. Gia Lai à? Dạ, Gia Lai. Mình chỉ qua đây chỉ để đánh mộc được thôi nha. Đây bộ dây Elixir cũng vừa mới ráp vô tức thì luôn. Đấy là cái đàn vừa mới đến, anh Long gọi mình tức thì mình qua đây lấy luôn. Mọi người nghe độ ngân có vang không? Vừa vang vừa lâu. Mi thứ. Son trưởng. Cái đàn của mình là dáng Neil Taylor nhé.
các bạn có nghe được cái âm sắc của nó. Thì cái tiếng bát á, nó cũng rất là dày nha, dày và uy lực. Tại vì hàng đóng, tại vì cái này là mình đặt đóng cũng khá là lâu. Cái thứ hai nữa là cái giá trị của nó là cũng cao, thực sự là như vậy. Đấy. Cái thứ ba nữa là cái âm sắc của nó thì cũng không có thua kém gì mấy cây và đàn ngoại đâu nha. Về ngoại hình, âm thanh thì mình vừa đấy mình vừa đánh cho mọi người xem. Cho cô ra. Đây là khóa đúc đời dung. Do cái này là mình sân bóng nên là nó cũng hạn chế một xíu về cái gỗ nó không được, có nghĩa là không được rõ nét như khi mình sân mời nha. Đây là mặt hông. Cần này thì cũng giống như mấy cây cần bình thường thôi, cần 4.5 cm, phù hợp với tay của người Việt mình rất là nhiều. Chắc được rồi anh ơi. Rồi chắc dạ. Tại vì hôm nay mình cũng rất là vui nên là mình nói nó hơi bị vấp vấp một xíu ạ. Thì có gì mọi người nghe rồi thông cảm nha. Thì đây là anh Long thì cũng rất là quen thuộc với mọi người rồi, mọi người cũng biết rồi. hôm nay qua đây một phần là nơi thứ hai anh em mình tí nữa chụp chung tấm hình đi làm kỷ niệm thôi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Nói chung em Trung rất là đam mê, những người đam mê thì mình làm việc, mình gọi là mình làm những cái gì mà theo yêu cầu của khách á, mình phải làm tỉ mỉ hết để cho em nhận cái đàn, nói chung là em chơi cho nó ưng ý. Chứ em nhiều khi mà mình thấy nói chuyện không rung, mà nhiều những cái lúc đê mà suy nghĩ về cái đàn á thì chi tiết á, cứ nhắn cho mình biết xuyên suốt cho mình phải làm, nói chung là nó hoàn thiện một cái đàn những ngày cận Tết mà hy vọng là sẽ đón Tết vui vẻ ha. Rồi, xin chào. Chào mọi người rất ạ.